Thưa quý vị, vừa qua đoàn kiều bào tại Ba Lan do ông Hoàng Hữu Bình, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, đại diện đã có chuyến công tác tới tỉnh Cao Bằng với mục đích thăm hỏi, quyên góp, góp phần san sẻ nỗi đau với bà con vùng lũ. Ghi nhận của phóng viên VTC10. Nằm ở phía tây của tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lạc là một trong những huyện miền núi khó khăn và xa xôi nhất của tỉnh. Với mật độ dân số chỉ 59 người trên 1 km vuông, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Mông, Giao, Lô Lô, Sán Chỉ. Cuộc sống của người dân vẫn còn vô vàn khó khăn. Không chỉ vậy, do địa thế đặc thù, huyện nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó có cơn bão số 3, tên quốc tế là bão Jagi. Chứng kiến nỗi đau của đồng bào, ông Hoàng Hữu Bình, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, đã trực tiếp về nước, mang theo tấm lòng của bà con xa xứ trao tận tay cho những gia đình chịu nhiều thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Bảo Lạc. Chuyến đi của ông vô cùng đặc biệt, chỉ có thêm một người bạn đồng hành là anh Lê Đức Thắng, một cựu Việt Kiều tại Ba Lan hỗ trợ. Cả hai đã vượt qua quãng đường hàng trăm cây số, trên đường đi vẫn có đá rơi, đất sụt, giao thông thiệt hại để trao tặng bà con số tiền 850 triệu đồng. Nghe tin là Cao Bằng là xa xôi, thế nên là cũng ít được đón nhận được các cái đoàn thuyền nguyện. Thế nên là mặc dù biết là đường xa xôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm đến đây. Cái tiền mà bà con ở Ba Lan quyên góp tuy không được nhiều, nhưng mà tôi nghĩ đấy là một cái tấm lòng, cái tình cảm của bà con khi gặp hoàn cảnh khó khăn chia sẻ. Năm nay theo thông tin tôi biết là Mặt trận Tổ quốc rồi cơ quan chính quyền bộ ngành làm rất sát sao và cũng tương đối là tốt, nhưng mà vì tôi về cái yêu cầu của bà con là muốn đến được tận nơi để trao gửi cái tình cảm với bà con, nếu trường hợp khi mà những khoảng thời gian thì mình phải gửi qua mặt trận hoặc các cái cơ quan hội đoàn khác, nhưng mà bởi vì tôi cũng có một chút thời gian nên tôi cũng muốn là quyết tâm lên đây để trao tặng và thăm hỏi động viên bà con. Thay mặt cho lãnh đạo huyện Bảo Lạc, chúng tôi rất là cảm động những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào kiều bào của ta sống tại Ba Lan đã hướng về quê hương, và đặc biệt là hướng đến người dân huyện Bảo Lạc. Và 100 hộ hôm nay mà được kiều bào ủng hộ, mỗi hộ là 8 triệu đồng trên tổng số là 850 triệu đồng cho 100 hộ để phần nào khắc phục trước mắt những cái nhà mà bị sạt lở, vùi lấp hoặc là bị di rời khẩn cấp để sớm ổn định cuộc sống cho bà con. Những bàn tay run run, đen sàm vì vất vả mưu sinh, nhận lấy khoản tiền trợ cấp. Họ đều là những người dân tộc thiểu số, quanh năm nghèo đói, với cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, thậm chí không biết tiếng Kinh, không biết đọc, biết viết. Nhưng tình cảm và sự mong muốn san sẻ của đồng bào, họ đều cảm nhận được và tiếp nhận nó với đầy đủ lòng biết ơn. Bằng những hoạt động thiết thực, cộng đồng kiều bào ta đã phần nào giúp bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả do thiên tai. Sự đóng góp về vật chất có thể không nhiều, nhưng tình cảm và sự tương thân tương ái vẫn là những món quà vô cùng quý giá. Những hành động này đã giúp lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm đến nhau giữa những người đồng bào cùng chung dòng máu Việt. Thưa quý vị, vừa qua tại Thụy Sĩ, phiên họp về việc thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát UBR chu kỳ IV đối với Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đăng ký tham dự của khoảng 90 đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ NGO có quy chế tư vấn với Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, trong đó có các tổ chức NGO của Việt Nam. Thư ký Thường trực Hội đồng Hòa bình Thế giới Iraklis Tavastaridis đã có những đánh giá về chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chúng tôi có niềm tin chắc chắn rằng Việt Nam luôn chú trọng về quyền con người và việc bảo vệ quyền con người. Trước hết là quyền được sống trong hòa bình, quyền được hưởng phúc lợi, quyền được sống sung túc, quyền được cải thiện từng ngày về điều kiện sống. Điều này có thể thấy rõ qua việc Việt Nam đã đánh bại tình trạng đói nghèo cùng cực trong quá khứ. Tới ngày hôm nay, đó là những thành tựu lớn nhất trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang cải thiện thứ hạng nhanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, bất chấp việc còn gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Với tư cách thành viên Hội đồng Hòa bình Thế giới, tôi ủng hộ quyền của người dân Việt Nam
được lựa chọn con đường phát triển và cải thiện của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây để ủng hộ và bày tỏ sự đoàn kết với Việt Nam, một quốc gia kiên cường, cũng như mong muốn được chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển đất nước, đảm bảo ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân. Tại sự kiện vừa qua, sau khi thông báo với Hội đồng Nhân quyền quyết định chấp thuận 271 trên tổng số 320 khuyến nghị các nước đưa ra tại phiên đối thoại về báo cáo quốc gia vào tháng 5 năm 2024, đạt tỷ lệ 84,7%, cao nhất trong 4 chu kỳ, Việt Nam tái khẳng định cam kết và chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và sự coi trọng đối với cơ chế rà soát định kỳ phổ quát và Hội đồng Nhân quyền. Thưa quý vị, vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra khuyến cáo tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, vào 14 giờ, theo giờ địa phương ngày 1 tháng 10, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã ban hành hướng dẫn an ninh an toàn, trong đó yêu cầu các bãi biển đóng cửa, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập ở ngoài trời tối đa 30 người và hạn chế tụ tập trong nhà tối đa 300 người, cố gắng ở gần hầm trú ẩn nhất có thể trong vòng 90 giây, phạm vi áp dụng toàn bộ miền Bắc và miền Trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv, Jerusalem, thời gian áp dụng từ 14 giờ ngày 1 tháng 10 đến 20 giờ ngày 5 tháng 10. Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tụ tập đông người, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn. Thưa quý vị, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tại New York, sự kiện Vòng tay nước Mỹ 2024 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức trở lại với chuỗi hoạt động mang không khí sôi động của thành phố này. Với chủ đề New York Starlight, dám ước mơ, dám tỏa sáng, sự kiện năm nay không chỉ tạo cơ hội truyền cảm hứng, cung cấp những kỹ năng thiết yếu cho các thế hệ trẻ, mà còn là nơi kết nối và xây dựng mạng lưới hỗ trợ vững chắc giữa học sinh, sinh viên và các chuyên gia trong cộng đồng. Vòng tay nước Mỹ là sự kiện thường niên, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của hàng chục nghìn sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc không chỉ tại Mỹ mà trên khắp thế giới. Thưa quý vị, vừa qua nhiều tên tuổi đến từ Việt Nam như fashionista Châu Bùi, Quỳnh Anh Xin, Hồ Ngọc Hà, người mẫu Huỳnh Tú Anh đã có hoạt động thời trang nổi bật tại tuần lễ thời trang quốc tế xuân hè 2025. Các nhà thiết kế người Việt cũng gây ấn tượng đặc biệt. Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập tại Milan Fashion Week 2024. Hơn 40 thiết kế thuộc bộ sưu tập Ceramic lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, nhận được sự phản hồi tích cực từ giới chuyên môn nhờ kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng và nét thẩm mỹ độc đáo. Bên cạnh đó, nhà thiết kế Phan Huy đã có show diễn đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Lost in Cover tại Paris, Pháp, trình diễn mở màn bởi siêu sao người Philippines Hurst Evangelista. Nhà thiết kế Phan Huy cũng đem đến Paris bộ sưu tập xuân hè 2025 với 40 thiết kế lộng lẫy được lấy cảm hứng từ ý niệm cõi vĩnh hằng gây trầm trồ với các tín đồ thời trang. Thưa quý vị, vừa qua tại giải chạy Marathon Berlin Đức, Phạm Tiến Sản là vận động viên người Việt đã đạt thành tích xuất sắc với màn trình diễn tuyệt vời. Tuy là lần đầu tiên tham gia giải chạy ở châu Âu, nhưng bất ngờ là anh đã đạt được kỷ lục cá nhân mới hoàn thành Berlin Marathon với thành tích 2 giờ 22 phút 46 giây. Nỗ lực đáng nể này đã đưa Tiến Sản vào top 100 chung cuộc, xếp thứ hạng 87. Tại hạng mục dành cho nữ ở giải này, vận động viên Tigist Ketema đến từ Ethiopia đã giành chiến thắng với màn trình diễn xuất sắc khi dẫn đầu đến tận 2 phút 6 giây. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.